Thần Đồng Đất Việt. Quỳnh Quỳnh Quy Quy Channel xin chào các bạn. Mời mọi người cùng xem tập 49 Tung Hoành Đất Bắc, Sơn Tây Trung Quốc. Đảng cướp Ma Lâm chuyên cướp các loại hàng cao cấp. Đọc bẩm đại vương, bẩm đại vương. Bẩm đại vương, thằng chột đã về ạ. Tốt, cho gọi nó vào đây. He he, em xin kính chào đại vương ạ. Sao, việc dò la tin tức của đoàn sứ bộ Đại Việt thế nào rồi? He he, em đã dò hỏi rất kỹ rồi ạ. Đoàn sứ bộ lần này mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu mà tên chánh sứ chỉ là một thằng nhóc con. Đại vương mà hốt mẻ này bảo đảm sẽ vô đậm luôn. Theo em biết thì chỉ nội nhật ngày hôm nay, đoàn của bọn chúng sẽ đi qua địa phận rừng của chúng ta. Ha ha ha, tốt, tốt. Làm tốt lắm chột, tao quả là không nhìn lầm mày. He he, đại vương quá khen. Dù gì xưa kia em cũng từng là chúa đảng rừng xanh bên Đại Việt, ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm chứ. Từ ngày bị truy nã gắt quá phải trốn sang đây, may nhờ có đại vương bảo bọc, ơn này em không dám quên. Được phụng sự dưới trướng của đại vương là niềm vinh hạnh của em ạ. Chút chút, nhột mày. Thôi không còn nhiều thời gian nữa đâu, tụi bay nghe đây, mau sửa soạn khí giới, chúng ta chuẩn bị đi ăn hàng. Hè hè, lần này toàn bộ lễ vật cống phẩm sẽ phải thuộc về ta. Ta sẽ không khác gì hoàng đế Minh Triều. Ha 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 ha, đại vương vạn tuế. Đã tới giờ lên đường rồi, chúng ta đi thôi. Ủa, chúng nó đâu cả rồi tí? Chắc chúng nó quanh quẩn đâu đó, để em đi gọi. Hừ. Hừ, tới giờ đi rồi mà còn lê mê quá. Sủ, đang làm gì đó? Hi hi, mua chút quà lưu niệm ấy mà. Trời ơi, đi công cán mà, có phải đi chơi đâu. Khi nào về hẳn mua. Ờ, nhưng mà mấy thứ này dễ thương lắm, tí xem thử cái vòng này có hợp với sủ không. Thôi mau ra xe đi mà, anh Bá Túc đang đợi đấy. Thế có thấy cả mẹo ở đâu không? Ơ, mẹo hả? Đằng kia kìa. Hả? Nè, làm gì vậy? Hê hê, vẽ tấm hình kỷ niệm đó mà. Trời đất, cứ như là đi du lịch vậy. Thôi mau đi ra xe. Ơ, khoan, để lấy bức tranh đã. Vẽ chưa xong, tính nửa tiền thôi. Thiệt tình, chờ người ta chút xíu cũng không được nữa. Còn dân béo nữa, không biết giờ nó đang ở nơi đâu. Trời, xì xúp xì xúp. He he, cho một đĩa há cảo nữa đi bác. Thôi đi, giờ này còn ăn được à. Hư, mọi người đang chờ kìa. Ủa, vậy hả? Vậy chờ tao chút. Bảo bịch dùm con một tô mì vịt, một tô sủi cảo, 20 viên há cảo, 3 gói hoành thánh chiên tôm, 10 cái bánh xếp trứng cốt, 4 cái bánh bao rồi tính tiền luôn. Răng. Hi hi, công nhận đồ ăn bên Tàu này ngon thiệt chứ. Hừ, sao các em lâu thế? Qua địa phận Sơn Tây này là ta đã đến đại đô Bắc Kinh rồi. Nếu trễ nãy sẽ không kịp qua ải đâu đây. Chúng em biết lỗi rồi, ta lên đường ngay cho kịp. Thôi, mau lên xe đi. Đi hết cánh rừng trước mặt, chúng ta sẽ đến phủ Sơn Tây. Phải đi nhanh mới kịp. Vẫn còn nhiều thời gian mà anh Tuất. Sao thấy anh có vẻ gấp gáp quá vậy? Tại các em không biết đó thôi. Khu rừng này còn gọi là Ma Lâm. Người đi đường qua đây hay bị cướp lắm. Trời, cho nên ta phải vượt qua trước khi trời tối. Trời, nguy hiểm quá nhỉ. Hừ, ta là sứ bộ mà cũng bị cướp sao? Chứ sao, sứ bộ của một nước nhỏ sang nước lớn, bao giờ cũng mang nhiều vàng bạc cống phẩm, nên là miếng mồi ngon của bọn cướp đó. He he, nhưng chúng ta đã có anh Bá Túc đây mà. Phải, anh Bá Túc võ công vô địch. Ta còn phải sợ ai nữa chứ, he he. Hừ, đừng chủ quan thế các em. Rừng nào cợp nấy mà. Ta đang ở trên đất khách, ta không thạo địa thế ở đây, cho nên cẩn thận vẫn hơn. Hừ, nhắc đến cống vật mới nhớ, tại sao ta lại phải cống nạp nhiều lễ vật cho họ thế nhỉ? Hi hi, ngày xưa nước ta nội thuộc nhà Minh bên Tàu, cho đến khi Đức Thái Tổ Lê Lợi giấy quân khởi nghĩa, đánh đuổi người Minh, giành lại độc lập cho đất nước. Nhưng người Tàu đâu dễ dàng chấp nhận thất bại này, lúc nào họ cũng xem nước ta là một quận của họ.
Vậy nên, ngày nay mặc dù đã là một nước có chủ quyền, nhưng để cho đất nước được yên ổn, phàm việc gì cũng phải xin họ một tiếng, kèm theo nhiều lễ vật, cống phẩm, từ việc phong vương, báo tang, đổi quốc hiệu v.v. đều phải báo cho họ cả. Chà, phiền phức quá nhỉ. Thế họ bắt chúng ta phải giao nộp những lễ vật gì vậy? Theo thể lệ của Lê Triều ta thì lễ vật bao gồm các thứ: lưu hương và bình hoa vàng 4 cái nặng 209 lạng, hạt bạc và đế bạc 50 lạng, rùa vàng 1 con 18 lạng, vàng thỏi 2 vật mỗi vật 10 lạng, mâm bạc 20 chiếc 692 lạng, bạc thổ sản 824 lạng, hương sen 6.000 nén, hương trắng 600 nén, gai là hồng 3 xúc 18 thước, gai là xanh 3 xúc, lụa thổ sản 400 tấm, sáp hôm 200 bình, hồ tiêu 30 cân, trầm hương 960 lạng, tóc hương 2.368 lạng. Ngoài các lễ vật trên, ta còn phải cống một tượng người vàng và một bình nước giếng cổ loa. Hả? Người vàng à? Nước giếng cổ loa thành ư? Tại sao ta lại phải cống những thứ đó? À, về tượng người vàng thì chuyện là thế này. Năm xưa khi Đức Thái Tổ của ta khởi nghĩa 10 năm ở Lam Sơn chống giặc Minh, trong lúc giao tranh, quân ta đã chém đầu một đại tướng hiệt kiệt của nhà Minh tên là Liễu Thăng. Nhà Minh vịnh vào cớ này bắt nước ta phải cống một người vàng cao một thước 2 tấc để trả nợ, lâu dần nên đã thành lệ. Thế còn nước giếng cổ lo để làm gì? À, việc này gắn với một thiên tình sử rất thương tâm của dân tộc ta. Chuyện là thế này. Vào cuối đời Hùng Vương thứ 18, nước Văn Lang lúc này đã suy sụp. Thục phán nước Tây Âu thay vua Hùng trị vì nước Văn Lang. Thục phán lên ngôi xưng là An Dương Vương, lập ra nước Âu Lạc. Nhờ có thần Kim Quy giúp đỡ, An Dương Vương đã xây nên thành cổ loa hình vỏ ốc. Thần còn ban cho vua một chiếc móng rùa để tạo nỏ thần, bắn một phát có thể ra hàng vạn mũi tên. Ô, bây giờ Triệu Đà ở phương Bắc muốn thôn tính Âu Lạc, nhưng mấy lần cất quân đi đánh chiếm đều bị An Dương Vương dùng nỏ thần đánh cho tan tác. Sau cùng Triệu Đà nghĩ ra một gian kế, ấy là cho con trai là chàng Trọng Thủy sang cầu hòa và kết hôn với con gái An Dương Vương là Mỹ Châu, nhằm dò la bí mật của nỏ thần. Trọng Thủy đã lợi dụng sự tin tưởng của Mỹ Châu, lén đánh cắp móng rùa thần về trao cho Triệu Đà. Triệu Đà liền cất quân tiến chiếm Âu Lạc. An Dương Vương vì không có nỏ thần nên đã đại bại. Lúc cùng đường, An Dương Vương đã chở nàng Mỹ Châu chạy ra biển Đông. Thần Kim Huy hiện lên bảo: chính Mỹ Châu tiếp tay cho giặc. Trong cơn nóng giận, An Dương Vương đã rút gươm chém chết nàng Mỹ Châu, xong người cũng lao xuống biển tự vẫn. Còn chàng Trọng Thủy ân hận vì đã lừa dối người vợ thân yêu nên cũng đã nhảy xuống giếng cổ lo tự vẫn. Tương truyền lúc nàng Mỹ Châu bị cha chém chết, máu của nàng đã chảy xuống biển hóa thành những viên ngọc trai quý giá. Nếu đem ngọc trai rửa vào nước giếng ở Loa Thành thì ngọc trai sẽ thêm sáng rực rỡ, sáng tựa như mối tình chung thủy của họ vậy. Hịt hịt hịt, tội nghiệp nàng Mỹ Châu, hèn chi nước giếng cổ loa quý như vậy. Phải, theo lệ người Tàu bắt ta phải cống nước giếng cổ loa để cho họ rửa ngọc trai. Hu hu, xấu sao vậy? Ờ, nó thương cảm cho nàng Mỹ Châu đó mà. Hì hì, con gái thiệt là đa cảm. Hu hu hu. Đại Dương, tụi nó tới rồi kìa. Hả? Tụi bay nghe đây, khi nào nghe hiệu lệnh của tao thì nhất loạt xông lên nghe. Chuẩn bị 1, 2, 3 xong. Khoan Đại Dương, thăm anh bóp. Làm cái gì thế đồ khốn? Xin Đại Dương nghe em giải thích đã. Đại Dương hãy nhìn tên đó kìa. Hừ, tên đó thì sao, đoàn sứ bộ nào mà không có hộ tống chứ. Nhưng võ công của tên này ghê gớm lắm. Hắn là một mãnh tướng của Đại Việt, sức hắn có thể địch cả trăm người. Hồi ở nước Nam anh có đụng với hắn rồi, cả bọn chúng ta e cũng không phải là đối thủ của hắn. Hừ, hắn dữ dằn vậy sao? Vụ này Đại Dương không hấp tấp được đâu. Để em nghĩ cách xem, với tên này phải dùng mưu mới xong. Yếu điểm của hắn là trọng nghĩa khí, thích làm những chuyện hào hiệp. À ha, em đã có cách. Đại Dương yên tâm, mình cứ tạm lui quân đi. Em có kế này hạ hắn rồi. Xì xăm. Hay, mày giỏi lắm chột. Cứ như vậy mà làm đi. Bay đâu, lui về trái. Hi hi.
đi hết cánh rừng rồi. Có thấy cướp bóc gì đâu anh Bá Tuấn? Phải, tới đây đã có thể yên tâm. Phía trước là phủ Sơn Tây đây. Trời ơi đẹp quá. Phủ nước lớn có khác, náo nhiệt ghê. Đường xá thật là rộng lớn, nhìn xem nhà cửa đẹp tuyệt. Họ bán nhiều đồ quá. Mùi thức ăn hấp dẫn thiệt. Giờ mà được nếm thử thì có bị trời đánh cũng chịu. Cốc hát gạo nóng. Dần có sao không? Ham thò đầu ra làm chi, ngồi trong xe phải an toàn hơn không? Rào hả? Ngõ tả đi xi hông ba lần cẩu cẩu. Đừng ồn các em, mình đang ở đất khách mà, hiền lành một chút đi. Quán rượu. Ta dừng chân nghỉ ngơi nào. Còn một đoạn đường nữa là tới công quán. Ta vào quán kia nghỉ chân một lát đã. Lại được ăn rồi vu. Khách quan à, xin mời vào. Để anh đi tìm chỗ buộc ngựa. Này ông bạn, ngựa của tôi là một con chiến mã dữ tợn lắm đây. Ông đừng cột ngựa cạnh ngựa tôi, kẻo nó đá ngựa của ông chết. Có chuyện đó sao? Thật là ngông cuồng. Ta muốn cột ở đâu là quyền của ta chứ. Tùy ông thôi, có chuyện gì đừng trách tôi không nói trước. Thử đá ngựa của ông xem, rồi ông cho biết tài. Hiếm làm như ngựa chiến là hay lắm. Bóp hả? Rầm. Trời, sao thế này? Trời, nó đá ngựa ta què giò rồi. Cái đồ. Đấy, ta đã bảo mà. Ngươi phải đình ngựa cho ta. Này, ta đã báo trước rồi nhé. Chỉ tại ngươi. Ta không cần biết. Bớn người ta, ta đang đau này, ỉ mạnh thiếp yếu nè. Ồ, có chuyện gì vậy? Ngựa của hắn đá gãy chân ngựa tôi. Hắn thấy tôi ốm yếu hiền lành nên định dở thói côn đồ đây. Hùm, bọn ăn năn lão sượt quá. Ở đâu tới đây mà ngông cuồng quá vậy? Cộng đầu bọn nó lại đi. Trời ơi, chuyện lớn rồi. Nguy rồi, mình chuồn mau. Không được đâu, họ đông quá. Mọi người, canh chừng, đừng để chúng trốn nhé. Để tôi đi gọi quan sai tới bắt chúng. Nhưng ta đã nhưng nhị cái gì? Chờ quan sai tới rồi nói chuyện. Anh đã cảnh báo trước thế mà hắn cứ. Em hiểu rồi. Chết rồi, làm sao đây tí? Đây là đất của người ta, mình không yên sự được đâu. Mới tới đã gặp rắc rối. Không sao, em có cách. Anh cứ làm theo lời em. Được. Bẩm quan, là mấy tên đó quan. Được rồi, để yên cho ta làm việc. Tiêu mày rồi em ơi. Này, tên An Nam kia, sao ngươi lại để ngựa đá ngược của hắn? Nè, ta đang hỏi ngươi đó, có nghe không hả? Ngươi dám khinh thường bổn quan hả? Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi có trả lời không? Hả? Cái tên này to gan thiệt ta. Bọn ngươi công rồi hả? Bẩm quan sai, chẳng giấu gì quan sai. Ông anh này của tôi bị câm bẩm sinh ạ. Hả? Láo tiết. Chúng mày đừng có hòng qua mặt tao nghe. Lúc nãy hắn còn nói liếng thoáng đó thôi. Quan sai đừng có tin lời bọn chúng. Chúng giả vờ để chạy tội đấy. Lúc nãy hắn nói những gì? Hắn bảo là ngựa của hắn là ngựa chiến dữ tợn lắm. Đừng buộc ngựa cạnh ngựa hắn để kẻo bị đá chết. Hắn có nói như vậy sao? Dạ đúng vậy ạ. Con không có thêm bớt câu nào đâu ạ. Vậy người ta đã cảnh báo trước với ngươi rồi, ngươi còn kiện cáo gì nữa? Hả? Chết cha, hố rồi. Bẩm quan nhưng mà mắc mưu rồi nhé. Bẩm quan sai, anh tôi đã nhắc nhở hắn rồi, hắn không nghe thì phải tự gánh lấy chứ. Quan thấy có đúng không ạ? Phải. Nè, không phải là bọn ta bên vực người nước ngoài, nhưng rõ ràng là nhà ngươi làm bậy. Thôi
thôi, đem con ngựa của ngươi đi bóp bụp đi. Hô 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 hô. Hịt, người trong nước cơm bên lại đi bên người nước ngoài. Hịt. Xin đa tạ hai vị quan sai. Vừa rồi nếu không dùng kế giả câm, e rằng tên đó không chịu nói ra sự thật. Mai mà gặp hai vị đây, chí công vô tư, xử án thật liêm minh. He he, đừng khách sáo, bổn quan đây chỉ làm đúng chức trách. Chẳng giấu gì các vị, chúng tôi là sứ bộ Đại Việt, vâng mệnh vua tôi mang cống phẩm dân cho thiên triều. Khi nào vào tới kinh thành Bắc Kinh, chúng tôi sẽ tâu chuyện này lên thiên tử. Thiệt nha. He he, sẵn dịp làm quen, vẽ tấm hình làm kỷ niệm đây. Mời hai vị cùng vào quán làm vài chén ạ. He he, thôi để lúc khác bổn quan còn phận sự phải làm. Tạm biệt. Hi hi hi, ha ha ha. Đã tới dịch quán dành cho sứ bộ rồi. Ta cùng vào chứng giấy thông hành. À, là sứ bộ Đại Việt hả? Bay đâu, ghi vào sổ bộ đã duyệt qua cống vật của bọn Di Quan ở nước Nam. Hả? Sao lại gọi chúng tôi là Di Quan chứ? Di Quan là mang rợ, quân mang rợ. He he, ngạc nhiên lắm hả? Xưa nay thiên triều vẫn gọi các ngươi là như thế. Bởi vì thực sự các ngươi chỉ là một giống dân thấp kém ở phía Nam thôi. He he, mang di thì nhận là mang di đi, bày đặt ý kiến này nọ nữa. He 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 he. Ông, ông. Anh Bá Túc cứ bình tĩnh đã, để em nói chuyện với họ. Bẩm quan, nếu gọi chúng tôi là Di Quan, tôi xin mạn phép đọc một bài thơ tặng các ngài. Di vốn là cung hợp với hoa, nước Nam văn hiến giống Trung Hoa. Từ xưa tên nước rành rành đó, viết bậy là Di há chẳng ngoa. Hi hi, chữ Di vốn là chữ cung hợp với chữ hoa. Chữ Di của chúng tôi là chữ Di đó đó. Trong chữ Di có sức mạnh của cung và mát. Nhiều lần đánh bại bọn giặc ngoại xâm, khiến cho bao kẻ thù phải khiếp sợ. Hi hi hi. Hả? Ngươi, ngươi. Hi hi hi. Ha ha, hay quá. Bài thơ hay tuyệt. Tên nhóc con chánh xứ này ứng đối ghê gớm thật. Chỉ trong chớp mắt đã ứng khẩu một bài thơ phản bác. Quả là không hổ danh là trạng nguyên Đại Việt. Đối con với một chúng một hồi có khi mang nhục. Thôi nhượng bộ cho chúng đi cho rồi. Hừ, bay đâu, ghi vào sổ bộ đã duyệt giấy thông hành của An Nam Quốc sư. Ha ha ha, có thế chứ. Hừ, giấy tờ hợp lệ rồi đó. Đi mau đi cho ta nhờ. Hi hi hi, ha ha ha. He he, trạng tí thiệt là siêu quá. Chỉ một bài thơ mà làm bọn chúng xanh mặt luôn. Hi hi hi. He he, giờ mình còn phải sợ ai nữa chứ. He he, mình phải tự thưởng một vòng dạo phố mới được. Hi hi, phải đó. Xen xen, hi hi, đằng kia có đám đông gì vui quá kìa. Nè, các em đi đâu đó, cẩn thận đây. Hả? Xen xen, ô, là một gánh xiếc rong. À, ý e, ý e, ý e, ý e. Xen xen, khét khét. Hư, hắc. Hoan hô, hoan hô. Hi hi, hay quá nhỉ. Con khỉ đó thật là ngộ. Xin cảm ơn ạ. Kem. Hi hi, con khỉ của bạn dễ thương lắm. Cảm ơn. Và bây giờ là một màn biểu diễn đặc biệt. Khỉ con tôn ngựa không sẽ đằng vân thoát khỏi bàn tay của Như Lai Phật Tổ. Phẹt chiêu. Phu phật. Hả? Hả? Mấy người làm gì vậy? Trả con khỉ cho tôi. Con bé chết tiệt, mày có biết bọn tao là ai không? Đây là khu vực do bọn tao cai quản. Mày đến đây làm ăn đã xin phép ai chưa? Trời ơi, xui cho con nhỏ quá. Đụng mấy tay giang hồ này là tiêu chắc rồi. Thôi, chuồn đi kẻo có xô xát đó. Hi thì con đâu biết có gì đâu. He he, con bé này thật ngây thơ. Thôi, tại mày nhỏ quá không biết, tao tạm tha cho lần đầu. Nhưng tụi tao sẽ tịch thu toàn bộ tiền của ông cháu mày và cả con khỉ này nữa. He he he. Không. He he, đi tụi bay. Nghĩ cho tôi, nó là bạn tôi mà. Hô hô. Giang ra. Bắp. Bắp. Rầm. Đứng lại. Các ông không được làm như thế. Hả? Trời ơi, mặc kệ họ, chuyện của người ta mà. Hết chuyện rồi sao lại gây sự với giang hồ chứ. Con nhóc này ở đâu ra mà ngon quá vậy ta? Chắc nó chán sống rồi.
Con khỉ là phương tiện kiếm sống của họ mà, các ông mau trả lại cho họ đi. He he he, con bé này gan quá ta. He he, tao rít mày đấy nhóc. Hư, ha 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 ha. Rồi sao mấy người ăn em này liều vậy? Đâu phải chuyện của họ mà can thiệp làm chi? Gây sự với bọn này là tiêu chắc rồi. He he, coi bộ mày dũng cảm lắm nhóc con An Nam. He he, bình sinh tao rất mấy tay nghĩa khí. Thôi để tao cho chúng mày một cơ hội. Tao sẽ ra một câu đố, nếu đáp đúng thì tao sẽ trả lại con khỉ. Còn nếu không thì chúng mày phải thế mạng vào. He he. Được, các ông cứ đố đi. He he, nghe cho rõ đây nhóc. Cái đầu của ta đây nặng bao nhiêu hả? Hả? Hừ, hỏi thế làm sao trả lời? Cả người thì còn cân được, chứ cái đầu không thì làm sao biết được. Hừ, đúng là chúng muốn bắt bí mình đây mà. Nguy rồi, làm sao đây? He he, trả lời không được chứ gì. Chuẩn bị đập mạng đi con ạ. Tụi bay đâu? Hi hi, tưởng gì chứ chuyện đó ai mà không biết. Ta có thể trả lời chính xác luôn đây. Cái đầu của ông nặng đúng 2 cân 8 lạng. Hả? Láo, sao mày biết? He he, nhìn thì biết thôi. Không tin thì ông cứ chặt đầu xuống đem cân thì biết ngay mà. Cái gì? Thằng nhóc chết tiệt mày dám. Hi hi, bộ tôi nói không đúng sao? Ha ha ha, đúng quá rồi còn gì. Hi hi, phải rồi, không chặt đầu đem cân thì làm sao biết. Hi hi, cậu bé này thật là thông minh. Come on. Nhóc con, mày tới số rồi. Hợp. Hả? Thế nào, thua cuộc rồi không giữ lời hả? Lại thằng chết đẫm nào nữa thế này? Bay đâu làm thịt nó. Đại ca để em vô. Bóp. Rồng. Gia. Bóp. Rồng. Dạ dạ dạ. Gia. Hấp. Phục. Vèo. Rồng. Thế nào, bây giờ ta chặt đầu ngươi đem cân nha. Xeng. Hô hô hô, đại gia tha mạng. Lần sau em không dám vậy nữa. Hô hô. Trả con khỉ lại. Hit. Good đi. Chạy mau tụi bay. Hô 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 hô. Hit. Hi hi, khỉ của bạn đây. Tụi tôi để chiến đấu, anh Dũng giành lại cho bạn đó. Hit hi, cảm ơn các bạn. Các bạn tốt quá. Khẹt khẹt. Ha ha ha, hoan hô hoan hô. Em đi nơi khác mà làm ăn, đừng ở đây, bọn chúng sẽ kiếm chuyện nữa đấy. Vâng ạ, cảm ơn anh. Chúc mọi người thượng lộ bình an. Khẹt chuột. Tạm biệt. Hi hi hi, ha ha ha. Hi hi, ta lên đường thôi các em. Hi hi, mấy người Đại Việt đó tài quá nhỉ. Ờ, phải, dân An Nam vốn tốt bụng mà. Hừ, đại ca mình bỏ qua dễ dàng vậy sao đại ca? Hừ, mấy tên đó là sứ bộ Đại Việt đó, hẳn là chúng mang theo nhiều vàng bạc lắm. Hừ, tụi bay yên tâm đi, khi nào ra khỏi thành thế nào chúng cũng bị đảng cướp Ma Lâm sơi tái cho mà coi. Hé hé, đúng rồi đó, bọn nó là đảng cướp khét tiếng tàn bạo, dễ gì chúng nó bỏ qua miếng mồi béo bở này. Hi hi, em tài thật đấy tí, chỉ nói một câu là hắn cứng họng luôn. Hi hi, ấy là nhờ anh Bá Tuất giải vây kịp thời đó chứ. Phải phải, cái anh Bá Tuất thiệt là an tâm. Hi hi, anh ấy là chuyên gia trừ gian diệt bạo mà. He he, ở đâu cần cứu giúp là có ảnh liền. Cứu tôi với. Hả? Mình có nghe lầm chăng? Có tiếng người kêu cứu. Hình như có ai đó đang bị hại. Để anh xem sao. Cẩn thận đó anh Tuất. Thoát thoát. Rắc. Hả? Cứu tôi với. Đau quá. Hai tên kia không được làm bậy. Vù. Rồng. Hả? Hả? Thật phù rét. Trời, bị lừa rồi. Ha ha, sập bẫy rồi em ơi. Giăng lưới sắt xuống mau. Thật. Trời ơi, chết ta rồi. Ha ha, thành công rồi. Bẩm đại vương, bắt được hắn rồi ạ. Ha ha, tốt lắm. Mau đi giải quyết mấy tên nhóc kia đi. Sam Bá Tuất đi đâu thế nhỉ? Hay là đã xảy ra chuyện gì? Nhỡ lúc này mà bọn cướp xuất hiện thì nguyên mất.
Chú đừng lo, đã có Dần đây mà. Tụi cướp mà tới đây thì mèo sẽ he he, sẽ làm gì nào? Tụi tao đây nè. Trời, hâu hâu hâu. Hịt, cả anh Ba Tức cũng bị bắt rồi, hịt hịt. He he, giải quyết tụi nó sao đây đại dương? Hừ, bọn này là cống sứ của An Nam. Nếu để bọn chúng sống sót thế nào chúng cũng tâu với triều đình chốc nã chúng ta. Cho nên tốt nhất là giết hết chúng đây. Trời, không. He he, đại dương thật là sáng suốt. Ha ha, thằng nhóc con này có thù với em, xin đại dương cho em xử nó trước. Được, cứ tự nhiên, nhớ nhanh gọn nha. Đi ra đây nào nhóc. Không, tí ơi. He he, số mày hôm nay đã tận rồi con ạ. Tên cướp chết tiệt ngươi. He he, mày nằm yên đi, sẽ không đau đớn gì đâu. Ha ha. Thì vô keng vô phốc. Hả? Ơ, ai vậy? Mau thả mấy người họ ra. Ngươi, ngươi là ai? Ta bảo lần cuối, thả ra, không thì đừng trách ta. Tự nhiên ở đâu xuất hiện tinh quái này thế? Hừ, tại sao ta phải nghe lệnh ngươi chứ? Bay đâu, hạ nó. Yeah, vui, quê. Hép hép. Hừ. Hừ hừ. Hop 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 hop. Chết nè. Vù. Thăm. Rẹp. Rắc rắc bung. Rắc. À. Vút rẹp. Vút cấp bích. Hật. Hả? Xin đa tạ ân nhân cứu mạng. Xin cho chúng tôi biết quý danh để sau này có dịp đền ơn. Không cần hỏi tên làm gì, trên đường đi ta đã thấy các ngươi làm nhiều chuyện nghĩa hiệp. Nay các ngươi ngập nạn, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng thôi, ta đi đây. Khoan đã. Ít nhất, ngài cũng cho chúng cháu đền ơn thứ gì chứ ạ? À? Đây là bánh trôi hấp của nước cháu, xin tặng ngài một ít làm kỷ niệm ạ. À. Rét. Phắc. Ha ha, cái này ngon đấy. Còn không, cho ta nguyên bịch luôn đi. Cô bé làm bánh ngon lắm, hy vọng sẽ có dịp gặp lại cháu. Hê hê, sau này ông hãy sang nước cháu chơi nha. Thôi, các người mau lên đường đi, kẻo sẽ không kịp qua ải đâu đấy. Ta đi đây. Vù. Trời, biến mất rồi, người đâu mà sức quỷ nhập thần quá. Trời ơi, chết rồi. Giờ này chắc cửa ải đã đóng. Ta đi mau, kẻo không kịp. Tại mấy tên cướp chết tiệt làm ta trễ nãy. Rồi mấy viên quan giữ ải sẽ khó dễ cho xem. Trời ơi, họ đóng cửa mất rồi. Bớ quan giữ ải, xin mở cửa cho chúng tôi qua. Những người bên dưới kia có phải là sứ bộ Đại Việt không vậy? Vâng, chính chúng tôi đây ạ. À. Chúng tôi được lệnh chờ các ngài từ sớm. Sao mãi đến giờ các vị mới tới? Giờ đã tới lúc đóng cửa ải, phiền các ngài chờ tới sáng vậy. Xin các ngài thông cảm cho, chả là trên đường đi có chút sự cố, cho nên mới tới trễ. He he, các người là sứ bộ của một nước, lẽ ra phải hiểu lễ nghĩa chứ. Đã đến không đúng hẹn thì đành phải đi đường khác vậy. Mong các vị lượng thứ cho, hiện chúng tôi đang mang rất nhiều cống phẩm. Nếu phải đi đường khác thì thật là bất tiện. Tính sao đây đại quan? Hừ, thôi được, để ta cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi đều là những bậc kỳ tài của nước Nam. Nếu đối được câu đối này thì ta sẽ mở cửa ải cho. Vù. Cách. Quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan. Có nghĩa là qua cửa ải quan chậm cửa ải quan đóng, mời khách qua đường qua cửa quan. Chà, hóc búa đây. Chỉ có mỗi chữ quan mà nhắc lại tới 4 lần. Thế nào, có đói được không tí? Để em nghĩ xem. Chà hà, ha ha, chắc là họ bí rồi. Thôi, chúng ta đi nghỉ đi. Pop. Hả? Đó là câu đối của trạng nguyên nước tôi. Xin các ngài xem qua cho. Chà, nhanh dữ vậy sao? Tiên đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối. Nghĩa là ra câu đối dễ, đối câu đối khó.
xin tiên sinh đói trước. Trời, hay quá, câu đói hiểm hóc thế mà họ cũng xoay chuyển được. Sứ giả Đại Việt quả là có tài ứng biến. Vậy ta có nên mở cửa ải cho họ qua không ạ? À? Sao không thấy động tĩnh gì vậy kìa? Lẽ nào họ không chấp nhận câu đối đó? Hệt trời, tôi sáng mai chắc chết quá. Két. Ô, các vị quả là ứng đối như thần, xin mời đi qua ải. Ha ha ha, đa tạ các vị. Ha ha, may quá, nhờ tí lành trí đây. Cuối cùng cũng qua ải được, khỏe quá. Ha ha. Ủa, dần béo đâu? Oh no. Mới thấy nó đây mà. Hay là nó còn kẹt bên kia ải? Trời ơi, quay lại đón nó mau. Thiệt tình, mấy người tàu này bày trò đối đáp mất thời gian ghê. Cho tô mì nữa đi chú. Nếu các bạn xem video này thấy hay thì hãy để lại bình luận, nhấn like hoặc đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.